Thật là vui mừng khi được gặp lại các bác anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp ngày hôm nay. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp đến, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được tử vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới các bác anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư dả chỉ vào chẳng ra, chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác anh chị, đó chính là nội dung như sau. Đúng 2 tháng đầu năm 2024, Thái Lộc Xuân mới, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, rũ sạch tai ương, đến thời đổi vận, ẵm chọn lộc thần tài, gánh tiền nặng vai, giàu sang nhất họ. Quý Mão tuổi mạng khác nhau, thân không lao nhọc nhưng đau tâm hồn, công danh thay đổi dập dồn, bạc tiền tan nhóm có tồn tại lâu, thông minh toan tính cao sâu, tùy thời theo thế sang giàu có khi. Nói năng nhiều kẻ yêu vì, thiên ất độ mạng hiểm nguy nhẹ phần. Xưa nay nhân quả cân phân, tạo thêm thiện nghiệp phước gần họa xa, ất mão xấu tốt bất hòa, lộc tài không thiếu phong ba phải phòng. Quý cô bác thân mến, mỗi người sinh ra đều được gắn liền với một số phận, có người sự nghiệp thành công, cuộc sống sung sướng nhàn hạ. Nhưng cũng có những người số phận cực khổ, nhẫn nhịn cam chịu lận đận với sự nghiệp gia đình tình duyên, và đấy người ta gọi là số mệnh. Qua tiên tri tử vi và số liệu thần số học xưa thì có thể dự báo được số phận của một con người qua nhiều giai đoạn dài ngắn khác nhau. Vì thế mà ngày nay, việc xem tử vi đã dần trở thành thói quen của nhiều người. Đây là việc làm rất quan trọng, là cơ sở hạ tầng để bạn xây dựng những mục tiêu và kế hoạch trong tương lai. Thông qua kết quả tử vi năm 2024 này, tín chủ sẽ có được những hướng đi mới trong sự nghiệp, lẫn tài lộc, tình cảm của mình trong thời gian tới. Không chỉ như vậy, tử vi còn có thể giúp bạn dự đoán trước những điều không tốt có thể xảy ra, để giúp quý vị làm chủ mọi việc trên tất cả mọi mặt cuộc sống. Và để tìm hiểu cụ thể hơn về tử vi 2 tháng đầu năm 2024 năm Giáp Thìn, Giáp Mộc khắc Thìn Thổ, cho tuổi Quý Mão sinh năm 1963, năm nay 62 tuổi, xin mời quý vị hãy cùng với kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi phần luận giải tử vi 2 tháng đầu năm 2024, chi tiết cụ thể ngay sau đây nhé. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về lá số tử vi của gia chủ tuổi Quý Mão trong năm 2024. Năm Giáp Thìn, quý vị hãy dành ra 1-2 phút để chúng ta cùng chiêm nghiệm lại về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Quý Mão. Chúng ta đã biết, khi mà chúng ta biết được vận trình tổng quát của năm thế nào, thì chúng ta xét luận đoán theo từng tháng thì mới được chuẩn xác. Có cách căn cứ để chúng ta luận đoán được chính xác nhất. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đi vào lá số tử vi năm 2024 của những gia chủ tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 nam mạng và nữ mạng. Người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, hay còn gọi là Quá Lâm Chi Thố, Thỏ Qua Rừng, âm mạng, tuổi âm 62 tuổi, ngũ hành bản mệnh, kim bạch kim, vàng trắng, tướng xương, xương con thỏ, tướng tinh con hươu, Quý Mão nạp âm hành kim do can quý, thủy, ghép với chi mão mộc, ta có thủy sinh mộc, nghĩa là can sinh chi, nên Quý Mão là người có năng lực căn bản vững chắc, gặp nhiều may mắn, ít gặp trở ngại ở tiền vận. Tuy nhiên, nạp âm khắc chi, nên thời trung vận đôi khi gặp nhiều hoàn cảnh không vừa ý toại lòng, song hậu vận đời sống trở nên an nhàn và thanh thản hơn nhờ sự tương hợp ngũ hành giữa can và nạp âm. Cùng sự phấn đấu của bản thân từ trung vận, nếu mệnh thân của Quý Mão đóng tại Tý, Sửu, thì thuở nhỏ của họ sẽ vất vả, trung vận nổi danh giàu có, nhưng không bền. Còn mệnh thân đóng tại tam hợp hợi Mão Mùi, có cục mộc hay tam hợp, thân, tí, thìn, và cục thổ hay cục thủy với nhiều chính tinh và trung tinh đắc cách hợp mệnh, thì họ thường là mẫu người thành công, có danh vọng và địa vị trong xã hội. Quý Mão có tính cách bình lặng, ngay thẳng, nếu họ gặp thời sẽ biến hóa như rồng, tuy bên ngoài chi Mão là mẫu người nhanh nhẹn khôn ngoan, nhẹ nhàng, nhưng một khi họ đã đưa ra quyết định, sẽ quyết tâm làm đến cùng. Quý Mão sở hữu nhiều tài nghệ, khả năng thiên phú về nhân văn. Nếu ngày sinh mang hàng can Giáp Ất, Nhâm, Quý, sinh giờ Sửu Mùi thì hưởng thêm phúc ấm của dòng họ,
Còn sinh vào mùa thu hay các tuần lễ ra mùa là thuận mùa sinh. Nói về cuộc đời của Quý Mão thì bao nhiêu lời lẽ cũng là không đủ, cả đời sống vất vả lo toan, vì con, vì cháu, tự tay xây dựng nghiệp lớn, bởi vậy mới có câu ca. Nhìn xem số mạng tuổi này, như vàng tây trắng có ngày giàu sang, tiền vận vất vả khó coi, trung vận mạnh khỏe làm ăn hơn người, trai thì lại có lắm nghề. Bụng người ngay thẳng không hề tham lam, mùa thu sinh đặng thuận mùa, mùa hạ hỏa khắc phải rời đổi thay, bụng người cũng có tánh linh. Nghi đâu chúng đó thiệt tình chẳng sai, nếu tu thì phúc lại tăng, tuổi già sung sướng lộc tài thiếu chi, tuổi nhỏ phải chịu gian nan, tuổi già vinh hiển giàu sang hơn người. Tuổi Quý Mão cuộc sống có chút thăng trầm, của cải có lại hết, khi tuổi trẻ thì nghèo, về trung vận và hậu vận thì khá hơn nhiều. Có số phú quý, học hành thành đạt, thông minh khéo léo, cử chỉ lời nói mềm mỏng, dịu dàng, xử lý khôn ngoan, nếu sinh vào giờ tốt. Người này bên ngoài thích ôn hòa bình an, nhưng bên trong rất kiên cường và kiên trì theo đuổi mục đích tới cùng, họ đôi khi táo tợn và hung bạo. Người tuổi Quý Mão thành thạo nhiều nghề, nhưng hay bỏ dở dang, người này có năng khiếu khoa học xã hội và chính trị, nếu là người thiện thì nam mềm mỏng lịch sự, hòa nhã, có tài khéo léo được người đời tin tưởng, nữ thì dịu hiền đảm đang, có thiện tâm, cảm thông và giúp đỡ vô tư không vụ lợi. Tuổi Quý Mão nam mệnh có sự phát triển về cơ nghiệp được nhanh chóng, cuộc sống vào thời kỳ trung vận thì được nhiều điều tốt đẹp, vào thời kỳ hậu vận thì cuộc sống đầy đủ và an nhàn sung sướng. Nói tóm lại, tuổi Quý Mão sẽ tạo được nhiều điều tốt đẹp và hy vọng thành công trong cuộc sống, gia đạo của nam giới tuổi Quý Mão hài hòa. Vào thời kỳ trung vận có nhiều ảnh hưởng tốt đẹp về gia đạo và hạnh phúc, con đường công danh chỉ ở mức độ trung bình mà thôi. Tuổi Quý Mão nữ mệnh có cuộc đời tốt đẹp, vấn đề về tình duyên, tài lộc, công danh và sự nghiệp đều tốt đẹp và có nhiều cơ hội để phát triển về nghề nghiệp. Thời kỳ tiền vận, trung vận và hậu vận đều có cuộc sống sung sướng không có cực khổ lo lắng, phần gia đạo có nhiều điều tốt đẹp, phần công danh được lên cao. Vận trình người tuổi Quý Mão trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về địa chi của tuổi này là Mão, gặp chi của năm 2024 là Thìn, ý nghĩa về lục phá. Người tuổi Mão trong năm 2024 Giáp Thìn chú ý về công việc không được thuận như ý muốn và dễ gặp phải biến động. Bên cạnh đó, mối quan hệ ngũ hành địa chi năm và tuổi là tương khắc. Vì thế sức khỏe chủ mệnh cần lưu ý trong năm, chủ về hao tổn nhiều. Cùng với đó gia đạo của người tuổi này trong năm có thể có chuyện buồn. Xét về thiên can, người tuổi này có thiên can quý, ngũ hành thuộc thủy, gặp năm 2024 thiên can giáp, ngũ hành thuộc mộc, là chủ về bình hòa. Thể hiện một năm chủ mệnh tuổi này nếu có mưu cầu việc gì cũng nên cẩn trọng vì có thể chưa được tốt. Theo tử vi Quý Mão năm 2024, thấy người tuổi này đón được tài lộc trong năm Giáp Thìn, nhưng tiền bạc lưu ý chỉ bình thường, chưa được hanh thông. Ngoài ra, sức khỏe của người tuổi này không tốt, dễ đau ốm, theo đó người tuổi này nên thăm khám định kỳ và lưu tâm chăm sóc sức khỏe. Xét về mối quan hệ ngũ hành, luận giải tử vi Quý Mão 1963 năm 2024 cho hai người có ngũ hành bản mệnh là Kim, gặp năm 2024 có ngũ hành Hỏa, thể hiện quan hệ về khắc nhập, xấu, đây là năm người mệnh Kim sức khỏe không tốt, chủ về bệnh tật hoặc đau ốm, đồng thời công việc trong năm có những khó khăn và đưa tới nhiều trở ngại, đầu tư kinh doanh cũng không được lợi, tiền bạc bỏ ra không thu về được như kỳ vọng. Xét theo vận niên, theo tử vi tuổi Mão 2024, sang năm 2024 tuổi Quý Mão gặp vận niên thử ngộ điền, tức chuột gặp đồng lúa, hình ảnh mang ý nghĩa về sự vương giả, thịnh vượng về tài lộc. Chuột được về ruộng lúa, ăn tha hồ không bao giờ cho hết, tiền bạc không cầu cũng tới, gặp nhiều vận may liên quan đến tiền bạc như trúng thưởng, trúng số. Về tình cảm, đây sẽ hứa hẹn là một năm gia đạo hài hòa, bề dưới kính trọng bề trên. Không có quá nhiều chuyện phiền muộn xảy ra, có chăng cũng chỉ lời qua tiếng lại vài câu rồi đâu lại vào đó, gia đình êm ấm. Xét theo vận hạn năm 2024 tuổi Quý Mão. Tam tai 2024, tuổi Quý Mão không phạm tam tai, tốt. Kim lâu 2024, tuổi Quý Mão phạm kim lâu lục xúc, hại công việc, chăn nuôi, không tốt khi đứng ra làm ăn độc lập hoặc đứng tên tiến hành việc lớn như xây nhà, cưới gả cho con cháu. Hoàng ốc 2024, tuổi Quý Mão không phạm hoàng ốc, yếu tố xem xét khi có ý định xây nhà. Xét về nam mạng. Sao chiếu mệnh. Năm 2024 nam mạng Quý Mão có sao Thái Âm chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Thái Âm là một trong ba sao tốt nhất, chủ về giàu sang tài lộc. Sao này sẽ tạo cơ hội giúp mệnh chủ thu được tài lộc, các công việc liên quan đến mua bán, xây dựng,
sửa chữa bất động sản cũng gặp cát lợi. Cuộc sống dễ đạt được sự hài lòng thỏa mãn về phương diện vật chất lẫn tinh thần. Cổ nhân thường nói, mọi sự vật trên đời đều có tính tương đối, nghĩa là đều vô thường, vô ngã. Tâm khởi thì trùng trùng duyên khởi, người trí tuệ hiểu được điều này thì gặp chuyện tốt, cũng không nên quá đắc ý, biết đề cao khiêm nhường, bình tĩnh trước hoàn cảnh, như vậy cây phước báu mới được bền. Vận hạn, tử vi nam mạng Quý Mão trong năm Giáp Thìn này gặp hạn Diêm Vương, đây là hạn cho nữ giới về thị phi tai tiếng, còn nam giới không bị ảnh hưởng. Để đón nhận được may mắn trong vận hạn này, nam mạng tuổi Mão 1963 nên giữ gìn sức khỏe, đi lại giao thông chú ý cẩn thận, cùng với đó là suy nghĩ tích cực, thiện lương để duy trì được tinh thần minh mẫn, sáng suốt. Người đang kinh doanh thì học cách tiếp thu đổi mới, áp dụng nhiều chiến lược mới trên cục diện sẵn có sẽ gặt hái được thêm lợi nhuận. Sau đây là chi tiết tử vi số mệnh 2 tháng đầu năm 2024 của tuổi Mão 1963 nam mạng sẽ được bình giải qua các phương diện công việc, sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe, mời quý tín chủ cùng theo dõi. 1. Công việc, sự nghiệp. Tính theo tuổi tác thì năm Giáp Thìn 2024 này, nam mạng tuổi Mão 1963 đã ở độ tuổi nghỉ hưu, chuyển từ công việc ngoài xã hội về với vai trò chính là công việc trong gia đình. Là người sống khôn ngoan đức độ, luôn nghĩ và làm nhiều cho con cháu, nên nam mạng Quý Mão cũng truyền đạt được nhiều trí tuệ, đạo đức giúp thế hệ sau phát triển hơn. Đôi lúc, công việc trong gia đình sẽ khiến nam Quý Mão cảm thấy có nhiều bận rộn, không ngơi suy nghĩ. Tuy nhiên, chỉ cần giữ được thái độ điềm tĩnh và suy nghĩ thuận theo tự nhiên, thì thân và tâm chủ mệnh sẽ được bình an. Theo dõi tử vi năm Giáp Thìn nhận thấy, 2 tháng đầu năm 2024, đối với những tín chủ đang tiếp tục làm việc sẽ gặp may mắn về sự nghiệp. Những người tự làm chủ cũng không còn vất vả với kế hoạch dự án nhiều nữa. Với những người vẫn đang tại chức, mọi việc nên chú trọng tính ổn định thì không có gì phải lo lắng. Bản mệnh cũng nên chú ý xây dựng, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, tránh thị phi, rước rắc rối vào người. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình cứng rắn của các bác rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này bản mệnh nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng, đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp Quý Mão lấy lại tinh thần. 2. Tài chính. Theo hé lộ mới nhất của giới tử vi, thì trong 2 tháng đầu năm 2024 tới đây, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Quý Mão được đánh giá là ổn định. Có cơ hội gia tăng thu nhập nhờ quý nhân giúp đỡ, những khoản đầu tư tiết kiệm hàng tháng cũng đều đặn sinh lời, giúp người này được thảnh thơi khi tiêu dùng hàng ngày mà không cần phải lo toan nhiều. Ở độ tuổi 62, nam Quý Mão cần phải luôn giữ cho nguồn tài chính của mình trong vòng an toàn. Chỉ đầu tư ở những lĩnh vực bản thân có kiến thức, nếu biết quản lý tiền bạc cẩn thận, lấy cần kiệm làm gốc rễ thì tài chính sẽ luôn dư giả. Năm này mệnh chủ hãy chi tiêu cho sức khỏe bản thân mình một cách xứng đáng. Nhìn chung, tiền tài của nam mạng Quý Mão trong 2 tháng đầu năm 2024 ở mức đủ ăn, đủ tiêu, người vẫn đi làm có nguồn thu nhập ổn định nên đảm bảo cuộc sống no ấm, người đã về hưu cũng có khoản tích góp hàng tháng. Chỉ cần bản mệnh chú ý quản lý chi tiêu, tiết kiệm hợp lý thì cuộc sống khá dư giả. Năm vướng hại thái tuế nên chú ý làm ăn chớ nhẹ dạ cả tin kẻo bị lừa gạt lợi dụng. 3. Tình duyên gia đạo. Xét về phương diện tình duyên thì thấy được rằng, trong 2 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nam tuổi Quý Mão sẽ đón tin vui thêm người thêm của, để gia đình luôn vui vẻ. Bản mệnh nên bao dung, nâng đỡ và chia sẻ nhiều hơn với con cái và người thân bên mình vào những dịp gia đình sum họp mọi người cùng quây quần bên mâm cơm, hỏi han trò chuyện với nhau, thêm những cử chỉ động viên, bớt đi lời trách móc giận hờn, thì chắc chắn rằng tình cảm giữa các thành viên thêm yêu thương gắn kết. Dù là năm 2024 hay những năm sau này, hãy luôn chú tâm về gia đình mình, dù có những mâu thuẫn xảy ra. Nhưng chỉ cần mệnh chủ biết bài trừ tâm nóng giận, nói năng cẩn trọng và biết cách bình tĩnh lắng nghe thì mọi việc sẽ được giải quyết. 4. Sức khỏe. Bước sang tuổi 62 nên cơ thể của nam mệnh Quý Mão có thể xuất hiện một số dấu hiệu suy nhược, xương khớp đau nhức. Vì thế mệnh chủ nên xây dựng cho mình một chế độ ăn uống, sinh hoạt và rèn luyện thể lực hàng ngày để khí huyết lưu thông tốt, sức đề kháng theo đó cũng tăng lên, ăn đủ dinh dưỡng, ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, vận động đều đặn và nghỉ ngơi hợp lý. Sẽ là bí quyết sống khỏe cho nam Quý Mão trong năm 2024, hãy bắt đầu chăm sóc sức khỏe ngay ở thời điểm hiện tại và kiên trì mỗi ngày, mệnh chủ sẽ nhận thấy những dấu hiệu cải thiện rất tích cực. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta cùng xét đến lá số của nữ mệnh. Sao chiếu mệnh. Năm 2024 nữ mạng tuổi Quý Mão gặp sao chiếu mệnh Thái Bạch,
Xét trong hệ thống sao cửu diệu, Thái Bạch là hung tinh chủ về nạn tai bất ngờ. Tuy nhiên, sao Thái Bạch sẽ chỉ gây cản trở cho công việc của những người tuổi Mão có tính nóng vội, chủ quan, kiêu căng. Còn khi bản mệnh là người cẩn trọng biết suy xét kỹ lưỡng lời nói thì không cần quá lưu tâm. Vận hạn, nữ mạng tuổi Quý Mão trong năm Giáp Thìn này gặp hạn thiên la. Vận hạn này chủ về gia đạo, mâu thuẫn, bất đồng. Vì thế nên trong năm này, mệnh chủ nên giữ tâm lý mình ổn định, tránh xa sự đa nghi và những cảm xúc tiêu cực để giữ các mối quan hệ của mình theo hướng tốt đẹp hơn. Để giảm trừ vận hạn, nữ mạng tuổi Mão 1963 nên chủ động quan tâm đến các thành viên trong gia đình, hạn chế đặt ra yêu cầu quá khắt khe cho người thân, biết đủ và hài lòng với những gì đang có, cùng với đó là điều chỉnh lối sống để có một sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn. Xem tử vi 2 tháng đầu năm 2024 tuổi Mão 1963 nữ mạng luận giải chi tiết trên các phương diện, công việc, sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe. Quý Mão nữ mạng quý bà, tâm hồn trong trắng thật thà hiền lương, thiếu thời gặp cảnh tai ương, trung niên hội ngộ yêu thương quên về, duyên tình ấp ủ lời thề. Tình đầu khó chọn muôn bề đắng cay, tiền tài nhà cửa gặp may, công danh lợi lộc lành thay phước trời, bước qua năm mới hợp thời, phát tài phát lộc chọn đời giàu sang. 1. Công việc, sự nghiệp. Thầy tử vi đánh giá 2 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024 này, nữ tuổi Mão 1963 chủ yếu quay về thực hiện vai trò trong gia đình. Tự tâm bản mệnh có ý thức trách nhiệm lớn trong mọi công việc, hoạt động cộng đồng nhiều hơn, khởi duyên tạo phúc để giúp mọi thứ xung quanh tốt đẹp lên. Ở độ tuổi này, công việc không còn là mối bận tâm đối với nữ tuổi Quý Mão nữa. Nếu có tiếp tục làm việc, phải chăng cũng để tránh sự nhàm chán rảnh rỗi. Tâm thế làm việc túc tắc, nhẹ nhàng, không mưu toan nhiều cũng giúp Quý Mão nữ mạng sống ung dung thảnh thơi hơn. Theo như trên có thể luận đoán tổng quát, năm nay theo tứ trụ thiên tồn địa lợi, sơ niên gian nan vất vả, trung niên phát đạt, cuối niên được giàu có và mọi chuyện được hanh thông. Quý cô nhờ bản tánh hiền từ, thành thật, khôn ngoan và lanh lợi, cho nên công thành danh toại, được mọi người quý trọng, may mắn trong tiền bạc và làm cho gia đình được hạnh phúc. Thầy tử vi chỉ rõ, trong 2 tháng đầu năm này, tài năng của quý cô đang trên đà phát triển mạnh, có nhiều cơ hội để làm giàu. Đường công danh sự nghiệp vẻ vang, mỗi bước đi là mỗi tạo được cơ ngơi cho tương lai hưởng cuộc sống an nhàn và sung sướng, tam hợp phúc đức, thiếu dương tử phủ, việc làm được ổn định, lương hưởng được tăng cao, cơ quan hội đoàn ai cũng mến thương bản tánh từ ái của quý cô. 2. Tài chính. Trong 2 tháng đầu năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Quý Mão vẫn trên đà ổn định. Mệnh chủ sớm đã có những kế hoạch dự phòng chuyện tiền bạc, quỹ lương hưu để tiết kiệm hàng tháng. Nhờ vậy mà khi về già, tài chính có phần vững vàng, không phải lo lắng nhiều. Khi vật chất đủ đầy, lời khuyên cho bản mệnh là nên đầu tư cho việc chăm sóc sức khỏe từ bên trong để luôn minh mẫn, sáng suốt. Trong chuyện tiền bạc cũng nên thận trọng tránh cho người không tin tưởng vay mượn. Nhìn chung, suốt cuộc đời quý cô thành công vẻ vang và đem lại sự giàu sang cho gia đình gia tộc, chính vì bản thân đã lấy uy tín làm căn bản, tạo nên nguồn tài chính một cách dễ dàng. Năm nay các tinh tam hợp, hỷ thần nhị hợp hóa lộc nên số lượng thu nhập hơn trước đây. 3. Tình duyên gia đạo. Trong 2 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ tuổi Quý Mão sẽ có một số vấn đề cần giải quyết để gia đình thêm yêu thương gắn kết. Mệnh chủ nên bao dung, chia sẻ, vì mọi người và vì cái chung của gia đình, làm gương cho thế hệ sau thì gia đạo sẽ đúng chuẩn mực. Dù là năm Giáp Thìn hay sau này, hãy luôn dành tình yêu thương to lớn cho các thành viên trong gia đình, hạn chế sự trách móc, để tâm tính cao thượng hơn và may mắn sẽ đến. Dù có những việc trục trặc, nhưng khi biết điềm tĩnh, thông cảm cho người khác thì vạn sự sẽ như ý. 4. Sức khỏe. Bước sang tuổi 62, nên cơ thể nữ Quý Mão có thể gặp phải tình trạng lão hóa, mệt mỏi hoặc đau nhức xương khớp, dù đây là dấu hiệu tuổi tác thông thường. Nhưng bản mệnh không nên chủ quan, cần dành cho chính mình nhiều sự quan tâm chăm sóc hơn, tập thể dục thể thao với cường độ phù hợp, duy trì thói quen ăn uống đủ chất, ngủ đủ 8 tiếng sẽ đem lại cho mệnh chủ sức khỏe tốt năm 2024 và về lâu dài, hãy bắt đầu bằng cách lên kế hoạch cho lối sống lành mạnh khoa học. Bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Quý Mão trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024 âm lịch. Đầu tiên chúng ta xét về tháng 1 âm lịch, tháng Giáp Dần, năm Giáp Thìn. Theo tử vi tháng 1 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, tuổi Quý Mão tháng mới tràn đầy hy vọng về một tháng may mắn và một khởi đầu tươi sáng cho năm mới bội thu và gặp nhiều niềm vui. Dù bản mệnh là người nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài, nhưng Bách Việt soi sáng sẽ củng cố cho con đường của bạn phía trước,
kết hợp với nguyệt lệnh mộc dục cũng chỉ đường để bạn không bị lạc lối, đảm bảo cho Quý Mão cái Tết bình yên. Bước sang tháng 1 âm lịch trong năm 2024 này, tín chủ phải bắt đầu suy nghĩ về những thay đổi trong công việc. Tháng này có thể Quý Mão sẽ gặp những bước đột phá mới khiến bản thân bất ngờ, không bắt kịp là tuột mất cơ hội tốt. Quý Mão cứ suy nghĩ đơn giản, để giúp đỡ những người gặp khó khăn, và chỉ khi đó bạn mới có thể giúp đỡ người khác, bạn sẽ tạo ra những hạt giống nghiệp tốt và giúp bản thân có năm mới suôn sẻ hơn. Tháng này là tháng mà vạn vật trẻ lại và gió xuân mang đến niềm vui, Quý Mão cứ thoải mái và sống cuộc sống mình mong muốn, đừng để ý đến lời bàn tán của bất cứ ai về mình. Hãy cứ sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm, niềm vui sẽ tìm tới quý cô bác. Tử vi tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Theo tử vi tháng 2 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, bước sang tháng mới, người tuổi Quý Mão được nguyệt lệnh lâm đất trường sinh ủng hộ, nên vận trình được như ý, trạng thái tinh thần của con giáp này cũng có nhiều khởi sắc tích cực, cảm thấy hài lòng về những gì mình đang có. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh sẽ gặp được nhiều điều may mắn, chủ yếu đến từ những cơ hội bất ngờ. Điều này đòi hỏi bản mệnh phải nhanh nhạy nắm bắt vận trình, đừng để cho mọi thứ trôi qua rồi mới nuối tiếc thì chẳng thể làm gì hơn. Nhìn chung, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và Quý Mão sẽ bình tĩnh chinh phục được những nấc thang quan trọng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng, bản mệnh cũng có thể chọn ngày hoàng đạo ngay trong tháng này để tiến hành. Có tài tinh chiếu mệnh nên tài chính cũng được thăng tiến hơn, cả thu nhập chính và thu nhập phụ của con giáp này đều có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt vào thời điểm này. Bản mệnh kiếm được tiền từ nhiều nguồn khác nhau, phát huy được những năng lực tiềm ẩn từ trước tới giờ chưa hề biết tới của mình. Công việc thuận lợi, thu nhập tăng, giúp Quý Mão phấn chấn, nhưng vận tình cảm khiến mệnh chủ có đôi chút đăm chiêu. Đôi bên nên có sự bình tĩnh khi đối thoại với nhau, rõ ràng và lấy sự khoan dung làm chủ, dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn mới mong giữ gìn được tình cảm. Tháng có ngũ hành mộc vượng nên tín chủ cũng cần để tâm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chức năng gan. Quý Mão cần cân bằng chế độ dưỡng chất trong bữa ăn, nghỉ ngơi nhiều hơn để có sức khỏe tốt nhất và làm gì cũng nên cẩn trọng tránh họa huyết quang. Tổng kết lại, đánh giá tổng quan tử vi 2024 tuổi Quý Mão nam mạng dựa trên phân tích nhiều yếu tố phía trên như sau: công việc làm ăn gặp khó khăn, trục trặc, có điểm tiểu nhân quấy phá hoặc thưa kiện, nhưng bên cạnh đó cũng có điểm quý nhân tương trợ, lúc khó có người giải nguy, nhìn chung đương số vẫn ở thế chủ động, xử lý mọi vấn đề đâu ra đó dẫu vất vả hơn. Trong năm có lộc về đất cát, có thể thử sức ở lĩnh vực này, tiền bạc khó kiếm hơn trước, chi phí lại càng tăng, do đó nên ưu tiên tiết kiệm, có thể nhờ con cháu hỗ trợ. Sức khỏe giảm sút, ưu tiên nghỉ ngơi, tránh tham công tiếc việc kẻo ngã quỹ lúc nào không hay. Tuy nhiên chỉ ốm vặt vậy thôi chứ bệnh nặng hầu như không mắc, nhưng cần đề phòng tai nạn bất ngờ, gia đình hai bên nội ngoại có tin buồn. Cần lưu ý, năm nay tuổi Quý Mão có thể xảy ra mâu thuẫn với những người thân khác trong gia đình vì những chuyện nhỏ nhặt, thậm chí có thể trực tiếp gây gổ làm lớn chuyện, ảnh hưởng tiêu cực tới hòa khí, quý chủ phải chú ý kiềm chế tính khí nóng nảy của mình thì ra mới hòa. Xem xét tổng quan các yếu tố tác động đến vận số thấy rằng 2024 là năm không mấy thuận lợi cho tuổi Quý Mão nữ mạng. Công việc làm ăn gặp khó khăn trục trặc, có điểm tiểu nhân quấy phá hay tranh chấp, kiện tụng, trồng trọt hay chăn nuôi có thể mất mùa hoặc thua lỗ. Trong năm lại có hao tinh chiếu, báo hiệu tài lộc tụ tán thất thường, tiền tuy có làm ra đấy nhưng kiếm bao nhiêu cũng tiêu hết bấy nhiêu, khó mà tích lũy, gia đạo giữ ở mức bình ổn, khó tránh xung đột hay mâu thuẫn nhỏ nhặt hàng ngày, nhưng rồi sóng gió sẽ qua. Bề trên bề dưới hài hòa, gia đình vẫn yên ấm, có điều sức khỏe giảm sút mạnh, đau ốm không khỏi, hao tốn nhiều tiền bạc để thuốc thang chạy chữa. Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Quý Mão sinh năm 1963, trong năm Giáp Thìn 2024 và phong thủy may mắn trong năm 2024 giúp tín chủ Quý Mão xua hung đón cát, tăng tài tụ lộc vượng vận khí suốt cả năm. Với tuổi Quý Mão nam mạng, hóa giải sao hạn trong năm Giáp Thìn 2024 để đón nhận phúc khí của sao Thái Âm và giải hạn Diêm Vương, nam mạng Quý Mão nên làm nhiều việc có ý nghĩa, tu tâm dưỡng tính, hành thiện tích đức, đồng thời giữ cho tinh thần luôn lạc quan, thoải mái để giải quyết mọi vấn đề. Bên cạnh đó, nam tuổi Mão 1963 có thể thực hiện lễ nghi đón cung sao ở nhà hoặc ở chùa, gia chủ chuẩn bị lễ vật thành tâm và dâng lễ trang trọng theo phương pháp cúng nghinh sao Thái Âm. Với tuổi Quý Mão nữ mạng, hóa giải sao hạn trong năm Giáp Thìn 2024 để giảm trừ những ảnh hưởng xấu từ sao Thái Bạch và hạn Thiên La, nữ mạng tuổi Quý Mão nên tu tâm dưỡng tính,
gieo duyên lành, chăm hành thiện để được ghi nhận công đức, làm việc gì cũng thân tâm trong sạch, lương thiện thì cuộc sống sẽ bình an. Bên cạnh đó, nữ tuổi Mão 1963 có thể thực hiện lễ cúng dâng sao hạn tại nhà hoặc tại chùa vào dịp đầu năm. Mệnh chủ chuẩn bị lễ vật tùy tâm, không cần quá cầu kỳ, thành tâm dâng hương thì sẽ được chứng giám. Vật phẩm phong thủy. Để cầu sự bình an, điều tốt lành trong năm 2024 này, nam nữ mạng tuổi Quý Mão có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như mặt Phật bản mệnh, vòng tay trầm hương. Tuổi Mão 1963 được Phật Văn Thù Bồ Tát hộ mệnh. Phật Văn Thù Bồ Tát đại diện cho sức mạnh trí tuệ, sự khôn ngoan, thiện tâm, bản mệnh đeo mặt Phật Văn Thù Bồ Tát bên mình để cầu tài, cầu trí, cầu đạo, tu tâm dưỡng tính, từ đó luôn được Đức Phật bảo hộ, tiếp thêm năng lượng mạnh mẽ tránh xa điều ác, đi theo con đường hướng thiện. Nam nữ mạng 1963 mệnh kim nên chọn mặt Phật làm từ đá mã não trắng, tương hợp, hoặc đá mắt hổ vàng, tương sinh thì rất tốt cho bản mệnh. Ngoài ra, mệnh chủ cũng có thể sử dụng vòng tay hoặc chuỗi 108 hạt trầm hương giúp kết nối tự nhiên, đem lại lợi ích sức khỏe. Trong đông y, tinh dầu của trầm hương có tác dụng hỗ trợ bổ nguyên dương, an thần, tạo năng lượng tích cực cho người đeo. Phong thủy may mắn tuổi Quý Mão năm Giáp Thìn 2024, việc ứng dụng các yếu tố phong thủy để cầu tài lộc, may mắn trong năm Giáp Thìn 2024, cho nam nữ mạng tuổi Quý Mão có thể áp dụng những kiến thức sau đây. 1. Chọn người hợp tuổi xông nhà. Đầu năm xem tuổi xông nhà là tập tục không còn xa lạ trong truyền thống người Việt Nam để cầu tốt lành, may mắn. Theo đó, những người đến xông nhà nên là người hợp tuổi gia chủ, sống tử tế đức độ sẽ giúp mang đến thịnh vượng, tài lộc cho gia đình. Gia chủ tuổi Mão 1963 nên chọn các con giáp tuổi Hợi, Mùi theo tam hợp, Hợi Mão Mùi, hoặc tuổi Tuất theo nhị hợp, Mão Tuất. Ngoài ra cũng có thể chọn những người mệnh thổ tới xông nhà. Cụ thể những tuổi sau đây sẽ hợp xông nhà cho gia chủ Quý Mão 1963: Tân Mùi 1991, Ất Mùi 2015, Canh Tuất 1970, Tân Hợi 1971, Ất Hợi 1995, Quý Hợi 1983, Kỷ Mão 1999. Cả nam và nữ những tuổi trên xông đất đầu năm cho gia chủ nam Quý Mão 1963 đều tốt nếu chọn người sống đức độ, chân thành đến nhà vào đầu xuân năm mới thì năm đó của gia chủ sẽ càng gặp may mắn, phước lành. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Xuất hành mùng 1 Tết đón tài thần, khi đi về hướng đông nam, muốn đón hỷ thần thì đi về hướng đông bắc, khởi hành vào các khung giờ đẹp, giờ Dần từ 3 đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 đến 9 giờ, giờ Tý từ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ. Nam nữ mạng tuổi Mão 1963 nên chọn những ngày đẹp trong tháng riêng sau đây để xuất hành đi chùa, vãn cảnh, thăm thân quyến. Những ngày đẹp âm lịch này được xem theo lịch vạn sự năm 2024. Thứ 2, ngày mùng 3 tháng 1, thứ 3, ngày mùng 4 tháng 1, thứ 5, ngày 12 tháng 1, thứ 2, ngày mùng 10 tháng 1, thứ 4, ngày 12 tháng 1, thứ 2, ngày 17 tháng 1, thứ 6, ngày 21 tháng 1, thứ 2, ngày 24 tháng 1, thứ 6, ngày 28 tháng 1. 3. Khai xuân, khai trương, mở hàng. Khi chào đón năm mới, người Việt ta thường thực hiện những nghi thức mở đầu thật trang trọng cùng mong ước cho một năm mới may mắn, an khang, thịnh vượng. Vì vậy mà những mỹ tục khai xuân, mở hàng, khai bút đầu năm vẫn được duy trì đến ngày nay. Giới trí thức, văn phòng khai bút đầu năm để cầu mong năm mới thi cử đỗ đạt, công thành danh toại, người lao động, nông dân, ngư dân xem ngày tốt khai xuân, mở hàng để cầu mong vụ mùa thắng lợi, buôn may bán đắt. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý tín chủ nên chọn các ngày hoàng đạo, mùng 2, mùng 4, mùng 7 tháng riêng âm lịch để tiến hành công việc. Trong năm mới, người làm ăn kinh doanh, buôn bán, cầu duyên bán hàng, thuận mua vừa bán, khách hàng yêu quý nên khai trương mở hàng vào các ngày đẹp trong tháng riêng sau: thứ 2, ngày mùng 3 tháng 1, thứ 6, ngày mùng 7 tháng 1, chủ nhật, ngày mùng 9 tháng 1, thứ 3, ngày 11 tháng 1, chủ nhật, ngày 16 tháng 1, thứ 6, ngày 21 tháng 1, thứ 4, ngày 26 tháng 1, thứ 6, ngày 28 tháng 1. 4. Vật phẩm cầu tài lộc may mắn. Để gia tăng thêm vận may tài lộc trong năm 2024, Quý Mão nam nữ mạng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy hợp mệnh như mặt Phật Di Lặc hoặc vòng tay Tỳ Hưu.
Phật Di Lặc đại diện cho sự an vui, thành công và tài lộc. Bản mệnh đeo mặt Phật Di Lặc bên mình để cầu tài lộc viên mãn, luôn được hưởng phúc lành và hoan hỷ. Tuổi Mão 1963 mệnh Kim nên chọn mặt Phật Di Lặc làm từ đá mã não trắng, tương hợp, hoặc mặt Phật đá mắt hổ vàng, tương sinh với bản mệnh. Trong phong thủy, tỳ hưu có tác dụng giúp gia chủ chiêu tài, cầu lộc, tăng vượng khí chấn trạch. Vì thế người làm ăn kinh doanh buôn bán rất ưa chuộng đeo tỳ hưu bên mình. Nam nữ tuổi Quý Mão có thể đeo vòng tay tỳ hưu để cầu sự thịnh vượng, giàu sang vững bền cho bản thân. Màu sắc may mắn. Quý Mão nam nữ mạng trong năm 2024 hợp màu nâu, nâu đất, vàng đậm, màu thuộc hành thổ. Quý Mão 1963 mệnh Kim hợp với các màu thuộc hành thổ và hành kim. Riêng trong năm 2024, chủ mệnh hợp nhất với màu thuộc hành thổ vì những màu này tương sinh với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn. Thưa quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ về người khôn ngoan. Sống 50 mới mong viên mãn, luôn có những người hỏi rằng làm sao mới có được một cuộc đời viên mãn. Một nhà thơ từng nói rằng rượu uống sảng quá nhất khi chưa say, hoa đẹp nhất khi chưa nở bung, nước đầy ắt sẽ tràn, trăng tròn rồi lại khuyết. Đây là chân lý vĩnh hằng không bao giờ thay đổi. Đời người đâu đâu cũng đều sẽ có những tiếc nuối, sự nghiệp có thành có bại, tình cảm có được có mất, cuộc sống có khổ có vui, không có ai sống ở đời mà được như ý 100% cả. 1. Hôn nhân. Một nửa xuất phát từ tình yêu, một nửa tới từ sự trân trọng. Giai đoạn ngọt ngào nhất của vợ chồng không phải là anh dựa dẫm vào em dựa dẫm vào anh, mà là lúc anh gặp khó khăn, anh hay em chính là chỗ dựa của em, hoặc anh, khi anh mệt mỏi phiền não, em có thể cùng anh gánh vác. Hôn nhân hạnh phúc không phải là không bao giờ cãi cọ, không bao giờ mâu thuẫn hay bất đồng quan điểm, mà là sự trân trọng lẫn nhau. 2. Cuộc sống. Một nửa khói bếp, một nửa là thanh thản bình yên. Một tác giả từng nói, cuộc sống là một loại nhịp điệu, cần có sáng, có dâm, có trái, có phải, có nắng, có mưa. Dư vị sẽ đọng lại trong khúc nhạc lên xuống này. Đúng vậy, cuộc sống luôn ngập tràn những thăng trầm, bi hỉ giao thoa, vui buồn lẫn lộn. Có cuộc sống mưu sinh với mùi khói bếp, cũng có vần thơ và những nơi phương xa tự do, lãng mạn, chua cay mặn ngọt là hương vị của thức ăn, hỉ nộ ái ố là những cung bậc cảm xúc viết lên sự vô thường của cuộc đời. 3. Tấm bạt trên cột buồng của tàu chỉ để mở một nửa, có thể tránh cho tàu bị lật và tròng trành. Dây cương của ngựa được thả lỏng một ít phía trước, hành trình sẽ ổn định và thuận lợi hơn. Đời người cũng như vậy, bất kể là công việc hay cuộc sống, bất kể là trong chuyện tình cảm hay khởi nghiệp, đừng cứ một mực theo đuổi sự viên mãn, một nửa thích, một nửa ưu sầu, đó mới là cuộc đời hoàn chỉnh. Con đường khởi nghiệp có đỉnh cao cũng có vực thẳm, chỉ cần từng dụng tâm nỗ lực hết sức, thắng lợi không kiêu ngạo, thất bại không hối tiếc, thản nhiên đối mặt với thành bại của cuộc đời. Con đường tình cảm luôn tồn tại những yêu hận tình thù, học cách trân trọng và khoan dung, không vấn vương quá khứ, không phụ lòng hiện tại, thời gian rồi sẽ cho bạn đáp án. Con đường đời có đường bằng ắt có chỗ gập ghềnh, gặp trở ngại thì học cách vượt qua rồi tiến về phía trước. Rất nhiều khi chỉ dựa vào một thân cô dũng cũng không đến được bến bờ bên kia. Có lẽ ở một chỗ ngoặt nào đó, bạn sẽ lại nhìn thấy ánh sáng và hy vọng. Vâng, cảm ơn quý tín chủ đã theo dõi luận giải tử vi tuổi Quý Mão 1963 2 tháng đầu năm 2024, nam nữ mạng. Những thông tin trên đây nhằm giúp tín chủ tham khảo và có thêm sự chiêm nghiệm về cuộc sống. Ngạn ngữ có câu, khi con người nhận thức được cái gì là họa thì cũng là lúc họ biết thế nào là phúc. Chung quy lại thì phúc và họa đều do tâm mà ra, nên người trí tuệ sẽ biết suy nghĩ và hành động ra sao để tích phúc cải mệnh cho mình. Nếu biết sống bao dung, cao thượng, tu dưỡng bản thân, thì những điều may mắn, thành công sẽ tự gõ cửa. Xuân Giáp Thìn 2024 đang đến gần, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý tín chủ và gia đình một năm mới, sức khỏe dồi dào, an khang hạnh phúc.